Hai em tiếp tục đi bại các bác này. Đây. Đồ đạc vẫn ninh tàn tình. Rất là nhiều đồ các bác nhá. Nói chung là tìm được đồ thì nó hơi khó một tí quá. Đấy, khóa cửa điện kìa. Nguồn này. Họ ném quang quật hết. Đây nhiều cái em không biết nó là cái gì các bác. Bác nào mà biết thì báo em nhá. Thì biến em cách nghi. Có những cái bộ mà nó tháo từ trong máy ra này, em không biết nó là cái gì luôn đấy. Đó, nó nhiều chỗ họ xếp như này còn ngăn nắp còn nhìn còn đẹp đẹp. Trục Z kìa. Đó, bác nào thích cái gì thì cứ IP cho em. Hạt tiệc đồ kiểu. Đấy, đây là nó nguồn, nguồn ma pha. Cái con gì đây em chưa biết nó là cái gì. Nhiều cái thực sự đi bãi này xuống không biết là gì. Bác nào mà thích thì cứ chụp ảnh lại thì gửi qua cho em. Đây quạt đi oan này. Đó, họ ném quàng quạt nát hết rồi. Để tìm một cái quạt để mà bán cho các bác nó không phải là dễ. Đôi khi tìm bục cả ngày rồi được một hai cái. Đó đây công trình họ phá. Rồi như thanh nhôm định hình rất là nhiều bác nhá, to nhỏ dài ngắn có hết. Ở đây họ bán chắc tầm 80-90 ngàn một cân nhôm rồi đấy. Đây là cái những cái bộ lọc khí này, nhiều lắm các bạn, lọc khí với cả những cái đồ linh tinh gì phá thì nhiều, nhưng mình xuống nhiều khi không biết nó là cái gì. Đây, những cái bộ chân này các bác nào thích bảo em này. Đó. Bộ chân này thì họ bán theo cân. Này, đây, đây là cái con này là chia như kiểu chia cổng mẹ các bác ạ. Cái này 16 cổng hay bao nhiêu nhỉ? Con này 24 cổng các bác ạ. Họ quăng quật họ ném. Nhiều con thì mới lắm, nhiều con họ quăng quật ném vỡ hết. Nhiều con bên trong này thì vẫn dùng bình thường, nhưng mà nó nát bên ngoài thôi. Những cuộn này ném. Đây. Còn bộ chia cổng mạng anh ta tình ném nát hết rồi. Tìm cho bác một con nào mà còn nhìn ngon lành cành đào khó lắm các bác. Đây, con này con gì đâu bác, Made in Korea này. Nó như kiểu chia cổng VGA các bác. Một đầu vào bốn đầu ra này phải. Con này kiểu con chia khí phải. Nguồn con nọc nguồn to cho các bạn. Nọc nguồn này 100A. Lên đường thôi nhỉ. Con này chắc mong ra đậm khoảng 700-800 nghìn con này. Con này họ ném nát hết. Gần như là những khi đóng bao tải này thì toàn là hàng mà nó đã nát nát nát. Để đấy đi. Hiếm có con nào lành nữa. Đó, con này là con gì các bác? Con này nó như kiểu điều chỉnh điện vào điện ra sao nhưng mà nát hết rồi. Nhìn nó lúc xuống thấy chán thật sự luôn các bác. Đây cái này họ đã chọn ra họ bán cho khách rồi, khách đặt họ bán rồi này. Chụp vít ve Z này to này chắc bước 10, cao khoảng 30 phân các bạn, 30 hơn 30 cm, to phết. Nhưng con này chắc
xuống dưới đây giá nó phải tầm khoảng 600-700 nghìn con này, nó không dễ nuốt các bạn, hàng đắt phết đấy. Nó chục dây trượt như bọn em hay nhặt là em phải tìm nó như thế nào, thằng nào nó giống nhau chứ không phải là cứ nhặt thì nhiều khi nó quăng quạt hết, nhưng nó hút kia cổng mạng này. Chia cổng VGA chứ trên chai N này, cổng chia khí này là cái gì, các bác nhìn thấy họ thẳng máy ra thì họ sẽ ném quăng quạt hết đấy. Nguồn này là con này 500W, nhiều con rất nhìn rất là xịn sò, nhưng mà mua cho bọn em này là không được test các bác, nó chỉ cứ nhặt lên này vài 300 nghìn một con, nhặt lên là nhặt thôi chứ còn thích thì mua thôi. Đó, đây là lại một bãi khác này, rất nhiều con này nó như con cảm biến mở cửa, biến dao động kiểu thấy người nó dừng lại. Nó rất nhiều con cảm biến, nhiều loại, các bác nào thích loại cảm biến nào thì IP cho em. Dây trượt vít me đầy này, mỗi loại cảm biến nhiều loại lắm các bác ạ. Đủ loại cảm biến motor đây được bán thập ký các bác nhé. Đó, máy móc thì còn đầy thôi, nhưng mà chọn là cái đồ để mình bán hay các bác thích thì rất là khó. Đây, con này nó dao động tầm khoảng hơn 500 ngàn một con. Cái gì nhiều cái linh tinh á, nó đồ đạc thì họ quăng quật, có nơi thì họ xếp gọn, mà những nơi xếp gọn thì thường sẽ rất là giá rất là đắt, nơi mà họ quăng quật thì nát nhưng ngược lại giá lại rẻ đấy. Nhưng mà em tìm một cái đồ để bán cho các bác nó rất là khó. Còn nô này đó, nhiều ở đấy nhiều khi nó chỉ mom một tí thì em cũng không dám nhặt này. Bác nào thích thì cần cái IP em bảo để đặt mấy con thế em sẽ đi lấy hộ cho. Đó, trơn tít mù luôn các bạn ạ. Nhưng mà họ thuê người tháo ra thì bao giờ nó sẽ nát. 2, 6, khoảng hơn 60cm các bạn ạ. 60cm một cái thanh này. Nói chung là từ cái vận chuyển từ nhà máy họ thanh lý xong đến tới đây rồi thì nó nát rồi. Đó, cái màn này không được thử, mua gần như toàn là mua tù mù hết thôi. Màn 24 ốc vít ở đây bán theo cân các bạn ạ, chụp lên xuống. Bộ này như bộ SMC thì phải. Quả đấy các bạn anh em. Đấy. Bãi đặc đòi 500 nghìn con này anh em này. Đấy. Không phải dễ nuốt. Này, còn con này còn to hơn nữa các bạn. Con này to gấp đôi. Các bác nào thích IBM nhá. Khủng khiếp thật. Giá ở trên giờ em bữa em bán có 350, hôm nay xuống bãi họ đòi em 500.